Bạn đã bao giờ cảm thấy như vậy chưa? Mỗi lần mình định xuất hiện lên để thuyết trình, để chia sẻ một chủ đề nào đó, mình sẽ luôn cảm thấy lo lắng, hồi hộp, hoặc thậm chí muốn bỏ chạy khỏi cái dịp đó luôn. Anh cũng đã từng như vậy. Và sau hơn 10 năm làm, nghiên cứu, mày mò và thể nghiệm những ý tưởng mới, anh đúc kết được cho mình 3 cái bí quyết để làm sao vượt qua được nỗi sợ sân khấu và bước lên thuyết trình và mở đầu một cách tự tin nhất có thể. Ngày hôm nay anh sẽ chia sẻ với các bạn 3 bí quyết đó. Bí quyết số 1: hãy tập trung vào khán giả, đừng tập trung vào mình. Lý do mà hầu hết mọi người bắt đầu cảm thấy lo lắng, sợ hãi khi chuẩn bị bước lên thuyết trình, bởi vì trong đầu của mình lúc đó toàn là nghĩ về mình không à. Mình bước lên rồi trong mình có ổn chưa ta? Rồi lỡ mình quên sao ta? Rồi mình có thu hút được người khác không ta? Rồi lát nữa mình có lỡ nói những cái gì nhạt nhẽo không ta? Mình chỉ lo lắng và tập trung về mình thôi. Và các bạn càng tập trung về mình nhiều bao nhiêu, cái nỗi sợ nó lại càng tăng lên bấy nhiêu. Và cách để vượt qua chuyện đó là các bạn hãy thay đổi cái sự tập trung từ việc nghĩ về mình, hãy nghĩ về cho khán giả. Hãy nghĩ xem là ngày hôm nay mình sẽ tới đây và mang lại giá trị gì cho khán giả. Họ sẽ nhận được điều gì hay ho từ buổi ngày hôm nay ta. Mình nhất định sẽ giúp cho họ có thể có được thiệt là nhiều giá trị, thiệt là nhiều bài học, thiệt là nhiều niềm vui. Buổi ngày hôm nay sẽ là một buổi cực kỳ ý nghĩa và nhiều niềm vui. Yeah! Nghĩ về chuyện đó ngay lập tức cái sẽ cho các bạn một tinh thần mới mẻ hơn rất là nhiều. Nỗi lo lắng sợ hãi cũng sẽ đi theo cái luồng suy nghĩ đó ra ngoài hết. Và đối với anh, ngày xưa khi mà bắt đầu thuyết trình, anh cũng có rất nhiều lo lắng và sợ hãi. Và riêng bản thân anh thì có một cái suy nghĩ trong đầu của mình giống vậy nè: sợ quá, lo quá, bây giờ không lên thuyết trình luôn được không ta? Ước gì cái buổi ngày hôm nay hủy luôn cho rồi, khỏi làm luôn. Ước gì thầy khỏi vào lớp. Ước gì tự nhiên có một cái việc gì đó xảy ra và không cần phải thuyết trình nữa. Và anh ước như vậy rất nhiều. Nhưng mà nếu mà khi mình làm như vậy á, cái cảm xúc nỗi sợ tiêu cực nó sẽ lấn át hết tất cả cơ thể của mình. Và nếu cái buổi ngày hôm đó vẫn diễn ra như thường lệ, các bạn sẽ phải bước lên sân khấu trong một trạng thái cực kỳ tệ. Và thông thường trong những lúc giống như vậy, anh sẽ có cho mình một cái suy nghĩ khác để đưa mình vào trạng thái tích cực trở lại và đẩy lùi những suy nghĩ tiêu cực đó đi. Anh sẽ nghĩ cho mình một cái câu mà anh luôn dùng để nhắc nhớ mình trong những lúc anh sợ hãi nhất khi bước lên sân khấu. 10 năm sau, mình thường sẽ hối tiếc về những điều mình đã không làm hơn là những điều mình đã làm. Khương, tất cả những nỗi sợ này rồi cũng sẽ qua, những lo lắng này rồi cũng sẽ qua, có thành công thất bại gì rồi nó cũng sẽ qua. Sau này nếu mày nhìn lại, nếu mình đã làm rồi thì sẽ không có gì hối tiếc hết. Chỉ có việc là mình chạy trốn khỏi cái trải nghiệm này, chạy trốn khỏi cái việc mà mình lẽ ra phải nên làm này, mới làm cho mày hối tiếc và cắn rứt mãi về sau thôi. Nên cố lên, đã tập luyện rất kỹ rồi, lên thôi, lên. Và khi anh cho mình một cái suy nghĩ như vậy, anh đẩy lùi hết tất cả những cái nỗi sợ, những cái suy nghĩ tiêu cực đi. Và sau khi nó đi rồi, anh sẽ bắt đầu set up cho mình cái tinh thần và trạng thái sự tập trung mới. Ngày hôm nay mình lên, mày đã chuẩn bị rất kỹ rồi, mày nhất định sẽ mang lại được những giá trị này cho khán giả. Ngày hôm nay sẽ là một buổi cực kỳ vui. Ngày hôm nay khán giả sẽ quay về nhà với những bài học mới, những suy nghĩ mới, những thông điệp ý nghĩa mới. Mình nhất định sẽ làm được, mình nhất định sẽ mang lại cho họ rất là nhiều niềm vui, bài học và thông điệp ý nghĩa trong ngày hôm nay. Sẵn sàng, lên thôi. Và khi mà anh nghĩ như vậy là lúc mà anh có một cái tinh thần tốt nhất để chuẩn bị bước lên. Và đó là bí quyết đầu tiên: đừng tập trung vào mình, hãy tập trung vào khán giả. Xin mời chúng ta lên sân khấu. Không, không thể nào bước lên sân khấu trong một cái trạng thái giống như vậy được. Bí quyết số 2: hãy đưa mình vào trạng thái nhiều năng lượng nhất khi chuẩn bị bước lên trên bục thuyết trình. Khi các bạn đang trong tư thế ngồi, là tư thế đó trong trạng thái cảm xúc như thế nào? Rất là thoải mái, thư giãn, relax, hoặc thậm chí là mệt mỏi. Và khi các bạn bắt đầu đứng dậy, đi từng bước bước lên trên bục để nói chuyện, là lúc mà chúng ta không thể nào chuyển nổi và chuyển kịp để đưa mình vào trạng thái nhiều năng lượng hơn, chia sẻ nhiệt tình hào hứng hơn. Nên
Đừng bao giờ ngồi một chỗ trước khi bước lên chia sẻ bất cứ điều gì. Hãy luôn đứng phía sau sân khấu hoặc đứng bên hông cánh gà và chuẩn bị set up tinh thần, trạng thái cơ thể của mình để đưa mình vào cái trạng thái tốt nhất, nhiều năng lượng nhất trước khi bước lên chia sẻ và thuyết trình. Hãy dùng một kỹ thuật gọi là power move, một cái động tác di chuyển nào đó mà đẩy năng lượng, đẩy cái power của mình lên. Khi đó các bạn sẽ bước lên sân khấu với trạng thái tốt nhất có thể. Đây là điều mà anh học được từ Tony Robbins, một trong những người huấn luyện cá nhân giỏi nhất trên thế giới. Những buổi chia sẻ của ông có thể là 4.000, 5.000 người. Ở phía sau hậu trường á, trước khi bước lên, ông sẽ có một cái trampoline, cái đệm mà các bạn nhảy nhúng lên mà nhảy lên trên á. Ông sẽ có một cái mini đó, giống cái mini trampoline giống như vậy. Trước khi lên, ông sẽ nhúng trên đó để đẩy tinh thần và cơ thể của mình lên. Rồi trước khi bước lên sân khấu, ông sẽ có một động tác rất là riêng của riêng mình. Và khi đó ông sẽ bước lên với cái trạng thái năng động nhất và bùng nổ cả sân khấu. Thì mình có thể áp dụng nó, và mỗi bạn, các bạn hãy nghĩ ra những động tác mà mình yêu thích nhất, những cái động tác mà mỗi lần mình làm nó sẽ nhắc cho mình nhớ và đưa cơ thể của mình vào cái trạng thái năng lượng tốt nhất. Đối với anh ngày xưa á, trước khi bắt đầu, anh sẽ luôn đứng phía sau sân khấu, thẳng người, hít thở và vẫn nhún nhảy một xíu. Đây là động tác cực kỳ quan trọng để đưa tinh thần và năng lượng của mình lên. Hey. Sắp lên rồi, có lên. Rồi, sẵn sàng. Và khi gọi tên, khi có người giới thiệu, anh sẽ bước lên thật là nhanh. Và đó là lúc mà anh có thể bắt đầu bài nói của mình liền ngay lập tức với rất nhiều năng lượng. Ngày hôm nay thì sau khi nhiều lần làm việc này rồi thì anh không cần làm gì quá nhiều động tác nữa. Có thể đơn giản hơn, trước khi bước lên thì anh chỉ cần hít thở, búng tay một cái là có thể bước lên. Hoặc thường anh sẽ đập tay hít, và bước lên liền ngay lập tức để nói được liền. Với các bạn, nếu lần đầu tiên các bạn áp dụng việc này, có thể làm nhiều hơn, dài hơi hơn, bình tĩnh hít thở và hãy làm trước khi mình bước lên khoảng 5-10 phút. Và còn 1 phút nữa thì đừng làm gì hết, tại vì nếu làm liên tục sẽ bị mệt. Nên trước 1 phút hãy sẵn sàng tinh thần, thẳng người, hít thở đều. Và khi mà có người gọi và giới thiệu lên, các bạn chỉ việc bước thật là nhanh lên. Đó là lúc mà các bạn đưa mình vào trạng thái nhiệt tình, năng lượng, thiệt là hào hứng để chia sẻ chủ đề của mình với tất cả những người ngồi ở phía dưới. Nên nhớ bí quyết số 2, hãy đưa mình vào trạng thái năng lượng tốt nhất khi chuẩn bị bước lên thuyết trình bằng cách sử dụng power move. Bí quyết số 3, khi mình cảm thấy lo lắng hồi hộp, đó là dấu hiệu của việc tập luyện chưa đủ. Nên hãy tập luyện thật kỹ và thật nhiều. Tập luyện thật là nhiều, thật kỹ, ý của anh nghĩa là gì? Sẽ không phải là những cái cách thông thường mà hầu hết mọi người hay làm, ngồi nhẩm nhẩm lại script, học thuộc lòng ở script đó, hoặc lướt lướt lại slide và tự tưởng tượng ngày mai mình sẽ lên chém như một vị thần, hoặc đứng trước gương. Không, điều đó chưa đủ. Và thậm chí đừng tập trước gương. Tập trước gương không có bất cứ tác dụng gì hết, ngoại trừ cho mình ảo tưởng là mình đã tập rồi. Tại sao? Hậu quả của nó các bạn đã biết rồi đó. Bao nhiêu bạn đã từng trải qua cảm giác là khi mình tập trước gương rất kỹ, rất nhiều lần rồi, nhưng sáng ngày hôm sau lên, nó vẫn rung như thường. Tại sao? Tại vì khi các bạn tập trước gương, mình sẽ tự tin trước mình. Nhưng khi mình nói chuyện và thuyết trình là trước mặt khán giả, hai thứ đó có liên quan gì tới nhau đâu. Nếu các bạn muốn tập bơi thì phải tập ở chỗ nào có nước. Hồ bơi là nơi dễ nhất để tìm thấy được. Nếu mà các bạn muốn tập bơi mà tập động tác trên bờ, nó không có liên quan gì với nhau hết. Nếu muốn tập bơi hãy tiếp cận với nước, càng sớm càng tốt. Tương tự như vậy, nếu muốn tập public speaking, thuyết trình, chia sẻ với khán giả, với người nghe, hãy tập với người nghe càng sớm càng tốt. Nên anh chỉ các bạn cách để làm chuyện đó. Hãy tập với người nghe mình, có thể là bạn trong team cùng đội, có thể là bạn trong cùng một nhóm của mình, có thể là bạn cùng phòng của mình, có thể là một người bạn nào đó thân thiết, có thể là người trong gia đình, bất cứ người nào, ít nhất phải có một cặp mắt nhìn mình giống như vậy nè. Và khi đó các bạn sẽ tập và nó sẽ cho mình cái cảm giác thực tế hơn rất là nhiều. Cách thứ hai, nếu các bạn muốn có thêm nhiều thời gian để tập, nếu mình chỉ có một mình thôi, thì đừng dùng cái gương, hãy dùng cái camera giống như vậy nè. Các bạn dựng một cái
điện thoại cũng được, cái camera của máy tính cũng được, thật là đơn giản thôi. Và các bạn đứng lên và nói nguyên một bài của mình y như thật và nhìn vào máy quay. Nói xong, hết giờ, dừng lại. Và các bạn hãy lấy cái clip đó ra, tự xem xét lại. Mình hãy là khán giả của chính mình và coi là cái nội dung chỗ này hay, chỗ này chưa hay, chỗ này hơi dài, chỗ này cần thêm rõ hơn để nó chi tiết hơn, chỗ này mình nói hơi nhỏ, mình cần nói lớn hơn, chỗ này động tác của mình hơi bị rối xíu, cần phải thay đổi và điều chỉnh ngôn ngữ cơ thể lại. Mình sẽ nhìn thấy mình và các bạn có thể điều chỉnh để làm tốt hơn cho lần sau. Và khi đó các bạn có thể quay lại lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư rất là nhiều lần. Ok, một là tập trước người thật, hai là tập trước máy quay và tự xem xét lại cái bài của mình đã tốt hay chưa, là cách làm. Còn thời gian, một con số mà anh muốn các bạn dùng nó để tham khảo là tỷ lệ 1-4. Nghĩa là gì? Nghĩa là với 1 phút các bạn nói thực tế trên sân khấu trước mặt những người khác, hãy gấp 4 lần số phút lên để tập trong lúc luyện tập ở nhà giống như vậy. Nếu bài nói các bạn dài 10 phút, các bạn phải tập được 40 phút. Nghĩa là nói lại 4 lần y như thật là ít nhất. Nếu các bạn tập dưới khoảng thời gian đó, nghĩa là chưa đủ. Và nếu các bạn thực sự nghiêm túc hơn, mà trong những cái bài đầu tiên mình mới tập mình rất là run á, không chỉ là 4, 7 lần, 10 lần, 12 lần theo cách mà anh đã hướng dẫn các bạn nãy giờ, chắc chắn nỗi sợ, hồi hộp, run, lo lắng sẽ giảm bớt lại khi các bạn bước lên sân khấu. Nên hãy nhớ bí quyết số 3, tập luyện thật kỹ và thật nhiều. Ba bí quyết anh vừa chia sẻ với các bạn và comment xuống phía dưới kết quả mà mình đạt được, hoặc có những câu hỏi khác mà các bạn băn khoăn về việc thuyết trình giao tiếp cũng có thể hỏi phía dưới. Nếu đó là một câu hỏi hay, anh sẽ quay một video clip để chia sẻ với các bạn trong những lần tiếp theo. Nhân tiện, nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của anh, đừng quên nhấn nút subscribe phía dưới, bật chế độ thông báo lên để có thể nhận được thông tin về những video clip mới nhất của anh. Mỗi tuần anh sẽ up lên ít nhất là 2 video clip về việc tự tin, chia sẻ, giao tiếp dành riêng cho các bạn.